chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn điểm hát ca khúc Xin Vác Lấy Thập Giá của nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ. Đối với ca khúc này thì chúng ta sẽ điểm theo tiết điệu slow ha. Chúng ta có thể đánh trong phần bài này, chúng ta có hai kiểu đánh, cũng là nhiều kiểu ha, mà mình đã nói trong những bài trước. Đơn giản là kiểu này số 1, 1, 2, ví dụ đô trưởng, 1, 2, pha trưởng, 2, hoặc là kiểu này, đô trưởng, 1, 2, 1, 2, 1, 2, và nối tay và rải tay theo cảm xúc ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ intro mẫu và điểm hát mẫu nói về ý tưởng bài này cho các bạn tham khảo. Đầu tiên sẽ là về phần intro. Đó là về phần intro ha. Rồi khi vào bài, dưới chân cây thầm từ, chỉ dưới chân cây thầm từ các bạn đánh cho mình xong thứ bình thường ha, lift nó xuống và dưới chân cây thầm từ. Tập từ các bạn sẽ đánh là re 7, re át 7, nhưng mà chúng ta dùng bát là pha thăng ha. Rồi ngưỡng man mi thứ 7 giáng 5, mi son si giáng re. Ngước mắt nhìn lên cao, chữ cao đánh đô thứ át chín, có nghĩa thêm một chín nè, cao thêm một re vào cao đó, 1 2 3 4 5 6, rải theo cảm xúc như vậy ha. Mình sẽ là dưới chân cây thầm từ, ngước mắt nhìn lên cao. Rồi tiếp tục, hai dòng đầu cứ rải theo cảm xúc ha. Ôi Jesus, đấy là la diêm, la giảm mà, la mi, đảo lại. Ôi Jesus thương, ôi Jesus thương đau. Đây là âm re 7 áp 9 thứ ha. Đây, re 7 áp 9 thứ có nghĩa là thêm mi giáng các bạn ha. Re 7 áp 9 thứ, re, pha thăng, la, đô, mi giáng. Thì các bạn sẽ đánh là la, mi giáng, đô, và dưới này là pha, re, la. Nó vẫn đủ các nốt của hợp âm re áp 7, 9 thứ dùng bát pha ha. Đó, đây mình sẽ là ôi Jesus thương đau nhìn con. Rồi qua này là chúng ta dùng y như vậy, re 7 áp 9 thứ ha. Đây, nhìn con Chúa gùng đầu, gùng đầu. Đã dùng xong thứ à, si la sa si la sa. Đó là dòng thứ hai. Rồi mình sẽ là hai dòng đầu như vậy ha. Dưới chân cây thầm từ, ngước mắt nhìn lên cao. Ôi Jesus thương đau, tiếp theo. Rồi chúa thân mang nhục hình, các bạn sẽ đánh giùm mình là mi giáng trưởng 7, mi giáng trưởng 7 ở đây ha, mi giáng son si giáng và re. Thì các bạn sẽ dùng cho mình dưới này là bát son ha, son đó, và dùng son là son re đó. Đó, đây là con mi giáng trưởng 7 dùng bát son ha. Rồi mình sẽ là chưa 1 2 3 4 5 6, đây dùng lick như vậy, theo hợp âm như vậy. Chúa thân mang nhục hình, mình sẽ là chúa thân mang nhục hình. Cái chữ nhục hình các bạn sẽ đánh là mi giáng thứ trưởng 7 ha. Mi giáng thứ đây, trưởng 7 là thêm re, và các bạn sẽ dùng cho mình ở đây là son giáng
rê giáng và son giáng ha. Nhớ dùng mình như vậy, dùng bass ở dưới này là như vậy. Rồi mình sẽ và trên này các bạn vẫn lick như vậy ha, vẫn như vậy ha. Đây, đưa cái nốt rê này xuống đây. Rồi mình sẽ lại Chúa thân mong dùng mình. Đó, mình sẽ lại ha. Chúa thân mong dùng mình. Đó, mình sẽ lại. Đây ha. Đó, các bạn nhớ như vậy dùng mình ha. Rồi, mình sẽ lại một lần nữa. Các bạn nhớ chứ này là dùng là son giáng, nút rê và son giáng dùng mình ha. Đây. Rồi mình sẽ lại câu đó. Chúa thân mong dùng mình, đứng giữa trước. Các bạn đánh dùng mình làm mi, mi giáng trực bảy ha. Đứng giữa trời đứng lên, điêu liên các bạn đánh đô thứ áp chính thêm rê ha. Đây, điêu liên. Rồi tiếp tục la giáng la chim ha. Thương con nên hy sinh. Đây, thương con nên hy sinh. Sinh. Đây là pha thứ bảy giáng năm. Đây ha. Đó, các bạn đánh dưới này là pha thăng này, đô và la. Còn đây này đánh như vậy. Giữ nguyên như vậy. Thương con nên hy sinh. Chịu cái chữ tồi tình, các bạn sẽ rải cho mình hợp âm là son trưởng lên. Son re son la si re son la si re son la si re son. Đây, tồi tình. Đó, các bạn lưu ý cho mình ha. Rồi vào phần điệp khúc, đềm theo chất điệu này. Này, này con xin vâng lời. Đó, theo giai điệu mình chỉ là 1, 2, 3, 7. Thầm ra sẽ là này con xin vâng lời, thầm ra đã năm chúa cười. Rồi đô thứ sáu, đô thứ sáu ở đây ha. Rồi đánh như vậy ha. Đô thứ sáu trưởng bảy ha. Đô thứ sáu, đô thứ sáu bảy cũng được, thêm nốt si cũng được ha. Mong cha thương đôn chơi. Đây, mong cha thương đôn chơi. Sống các bạn đánh dùng mình là pha áp bảy, sống pha đô mi, pha la đô mi, pha la đô mi, pha la đô mi, chúa cây, chúa cây xong trước qua rê rê bảy nhưng mà đảo đảo pha như này ha. Rồi tiếp sẽ trải cho mình hợp âm là rê rê áp bảy, rê la đô, rê pha la đô, rê pha la đô, rê pha la đô, chú cây la lên như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ intro lại và đềm hát mẫu là cho các bạn tham khảo ha. Rồi mình sẽ intro. Chúa đứng giữa trời đêm.
cho các bạn nhiều hơn trong việc đềm piano thánh ca ha. Chúc bạn thành công và hẹn các bạn vào những video sau.